nó làm đố lăng á, tao mạt cho cái mà hiểu không, ăn liền sợ tao liền. Cô có con bé nào ra chưa? Ai vậy? Em ra ghi điểm nè. Đi đâu vậy? Tính đi đâu nữa vậy? Cái gì trời? Tính đi đâu mà mặc đồ đẹp? Có hẹn với anh Khải đánh pizza. Có hẹn sao nói tôi? Nói cái gì, đi đánh pizza uống cà phê cũng phải nói nữa trời. Tôi đi nữa. Ở nhà đi. Đi nữa, không ở nhà, ở nhà buồn lắm đi. Đi thôi, cũng còn đi theo hết trơn, giết cái chán thì. Cái gì vợ chồng nhà không lẽ không đi? Rồi. Đợi xíu vô thay đồ á. Lẹ đi. Biết rồi. Trời ơi trời, giết cái chán thiệt á. Ôi là trời, làm gì lâu chứ biết nữa. Nhanh nhanh cái chân lẹ lên đi. Bực dắt xe ra chưa? Dắt rồi. Nghỉ mẹ luôn, không đi nữa. Nghỉ đi. Bắt gì nghỉ? Nghỉ đi. Tự nhiên giờ đi rồi kêu nghỉ là sao? Người ta sửa sạn không hết trơn rồi nè. Sửa sạn cái thối kia đó thì ở nhà luôn, không đi đâu nữa. Cái thối gì? Cái thối gì ông nói tôi nghe. Không giống ai chân thiệt, quay lại không muốn quay lại nhìn luôn, thiệt thiệt. Giống không? Nhìn cái sò ma luôn. Giống không? Kêu là bình thường. Thì bình thường nè. Có bạn không mà. Bây giờ đi không? Có bạn tôi đó. Tổng đi nữa, nghỉ. Bây giờ đi không? Không. Một. Hai. Hai. Ba. Không có hai đi. Mười. Đi không? Làm cái gì? Đi không? Không. Không đi là ông cũng không có được đi. Bà ở nhà đi. Vô đi, vô. Nghỉ luôn, nghỉ đi. Đi là tôi kêu mặc đồ bình thường ha, mặt mày bình thường, không cần phải đánh cái con mắt màu xanh màu đỏ màu tím, cái môi cũng không cần phải đỏ quá nha. Tôi muốn như vậy đó. Bây giờ không đi là hai vợ chồng không ai đi hết. Ai coi kệ người ta. Bây giờ không đi rồi, vô. Trời ơi bà nội này mệt bà thiệt á, không yên với bà luôn trời. Quay nghe nhà nghe, đi chơi chút á. Tưởng thoát được chị hả cưng? Này sao lắm nha. Thì hôm nay tao nãy tao nạt con vợ tao cái nói nhà luôn rồi. Giờ này ra lăng dữ ha. Chứ sao nữa bà, thì giờ bỏ nó nhà đi mình đi chơi, chứ để vợ nhà qua đi theo tò bỏ hướng gì nữa. Rồi đó nói gì mày chứ không thấy không, mày kêu bé nào ghi điểm mày. Chủ quán ơi, cho anh em cái ghi điểm cho mày. Chủ quán ơi, chứ để gì mày răng bi các bạn. Chị quán ơi, lẹ chị quán ơi. Con nói ra gì để mà rồi. Động chạp quá trời. Tao thiệt mày ha. Nó nhẹ nó nhây sáng tao nạt cho một tăng một. Tao vụa cái mày biết lý do tao vụa không? Nó làm đố lăng á, tao nạt cho một cái. Mày hiểu không, ăn liền sợ tao liền. Cô có con bé nào ra chưa? Ai vậy? Em ra ghi điểm nè. Cái đâu hả? Ghi điểm. Ai mượn? Mới kêu đó. Kêu nào? Mới vừa kêu chủ luôn. Học đi, ta ăn kìa. Lẹ nha. Được chưa? Thì sao thục? Thì thục đi. Thì như thế vậy sao thục? Thì thục đi. Thục thế rồi sao thục? Đẻ nào tao kêu thục. Rồi, thục đi. Mày đi theo làm. Thì học đấy. Đi điểm nè, này đó, đi điểm nè, nhanh lên đi trời ơi. Về đi. Về làm gì cho? Sao nãy mày nói mày nạt nó ở nhà rồi mà. Sáng tao nạt nó, tao nạt làm dữ lắm luôn, nó mới ở nhà. Tự nhiên nãy nó lúng lúng ra, bây giờ tao nạt lại cái nữa, nó làm tao quéo liền á. Rồi lẹ lên đi, đứng nói chuyện hoài à. Tao lẹ đây. Thiệt tình đó chứ. Thấy chưa, xuất sắc. Tiếp tục đi chồng. Vì mất hứng quá trời mẹ ơi. Trời dẫn vợ theo là thấy không mê rồi đó. Vợ tới hư rồi.
Đi về đi em ơi, chỗ anh chơi mà. Về làm gì mà về? Em xỉu hoài sao mà chơi được? Ủa tự nhiên hai vợ chồng hứa với nhau là đi chơi, là dẫn vợ đi theo mà cuối cùng cái vợ ông đi liên mình bỏ tôi ở nhà là sao được? Ai bỏ? Ai bỏ? Ông là người trốn đi, ông chủ tôi vô buồn nằm trong buồn xong ông trốn đi. Dạ chị hai, chị muốn tôi á sáng trưa chiều tối tôi như là một cái cỗ máy gì đó. Ừ, vợ chồng là phải bên nhau 24/24 gì đó. Dạ chị hai ơi, tôi cũng cần một cái không khí, cũng cần một cái không gian, cũng cần một cái riêng tư và để tôi thư giãn với anh em tôi. Riêng tư rượu chè anh em cũng không được, đi karaoke cũng không cho, bây giờ đi thuộc bi dai với anh em cũng không được hay sao? Riêng tư để khi ông chủ kêu em ra ghi điểm thì ghi điểm thôi chứ có biết đâu. Trời để ngắm mới nhớ đúng không? Ông thì có nói tôi không biết cái tẩy của ông không tàn anh với đàn ông với tôi gì chứ đó mà nói là tới lượt ông kìa. Nhanh quá trời mệt đi, trời ơi thiệt tình luôn á. Đánh đi cậu bên làm sao thuộc thì đánh đây là đang làm cái ông có cái hưng phấn đâu thuộc mà thuộc mẹ luôn, hưng phấn nghĩ mà như vua hưng phấn của mẹ gì nữa. Còn làm thái độ gì vậy? Chán quá lắm rồi. Ta đi thuộc pizza, leo lên cái bàn pizza nằm như cái con ảnh luôn á, chả gì hết rồi kêu thuộc pizza rồi thuộc cái gì. Bây giờ bước vào. Ông đi đâu tôi đi đó, ông về. Thấy chán dữ lắm rồi đó. Không mà bắt hai người chơi đi. Chơi đi. Tao mét vợ tụi bây nè, tao mét tụi bây nè, tao làm gì ha. Mét chị tụi tôi đi đánh pizza thôi chứ làm gì mét. Tao mét con Diệu nè. Rồi chưa? Mét đi. Đi về được chưa? Chị gia đình của tụi nó kệ tụi nó đi. Đi qua vậy? Đi về. Mặt nó buông ra đi. Vợ tôi đâu phải như bà đâu, vợ tôi đi chơi là nó cho. Ai như bà, chồng đi chơi, vợ đi kè 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 kè. Con Diệu nó qua tới kìa. Kệ nó chứ, vợ tôi nó biết điều, nó biết chuyện. Chứ phải như bà. Vợ chồng đi đâu đi theo kè em đi chuyện gia đình của ta, tôi mặc địch nhiều chuyện thôi. Trời ơi trời, ủa sao mấy nhỏ kia gót uống được, tôi gót uống được sao mệt quá trời á. Mình là vợ chồng với nhau rồi chứ không phải là còn tình cảm hay yêu đương gì giống như mấy đứa trẻ nữa đâu mà trời. Ông ơi quá, không yêu đương sao cưới nhau được hả? Mấy con nhỏ kia gót thì ông uống lấy uống để, còn tôi gót xong uống đi nè, uống đi. Không uống vậy cho mệt quá nghỉ đi. Ôi là trời, gì đâu mệt quá trời mệt. Mắc mệt không? Không mệt. Em mệt nghĩ đây là bờ đâu. Anh không có một cái riêng tư luôn á. Riêng tư giờ muốn riêng tư lắm đúng không? Cái vấn đề đây phải là anh không phải là anh cần cái riêng tư lắm. Cái riêng tư ở đây anh nói á là anh cũng cần có thời gian và cái không gian và cái sự riêng tư để anh tiếp xúc với anh em bạn bè, để anh giao lưu, anh chơi, anh uống cà phê hoặc là nấm pizza. Hay là đi có vợ bé. Vợ bé đẩy ra đi. Ra đường có đồng bạc nào mà có vợ bé. Hay quá, giỏi quá trời giỏi rồi. Một thằng trên găng dưới vét như tôi là ai lấy? Thì tôi nói vậy đó. Bây giờ ông cần cái gì là tôi sẽ đáp ứng ông cái đó. Ví dụ như ông muốn ra đường, ông chơi pizza thì tôi sẽ đi theo tôi ghi điểm. Ông muốn đi ra rồi uống quán cà phê thì tôi theo tôi làm tiếp viên. Trời ơi trời em ơi, thiệt á. Một chết luôn á. Làm gì không? Bình thường tôi cũng đẹp mà. Trời ơi thiệt, nói biết nói sao với em luôn thiệt á. Anh biết nói gì với em. Rồi tối về là tôi sẽ làm vợ hiền. Bây giờ sao? Về chưa? Em muốn đi đâu nữa? Đi đâu? Mất hứng luôn, hết muốn hứng đi luôn. Ủa, không muốn hứng đi, đi về. Đi về đi. Tính tiền đi. Mệt quá, bực bội quá. Tính tiền ngày mai. Dạ. Xong chưa chồng? Từ từ, trời ơi trời. Nãy giờ lâu dữ lắm rồi đó, nãy giờ đi từ tới 5 phút rồi đó. Trời ơi, đang đau bụng mà gặp mẹ này nữa, trời, từ từ được không? Lẹ lẹ đi. Ở chậm làm gì, ở chậm nhắn tin với con nào phải không? Trời ơi trời, đi toilet mà nhắn tin luôn nào trời. Hay là gọi điện thoại con nào ở chậm đó nãy giờ lâu đắt lâu lơ vậy? Dạ đang nói chuyện với con mẹ Phương đó. Lẹ lên. Rồi. Mình quá. Mệt quá. Trời ơi là trời, sao anh đi ra mà anh không nói em gì chứ vậy? Đi toilet phun trình nữa hả? 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 Bà làm quá tôi bỏ rồi luôn đó. Lý gì lý? Ai? Làm gì quá đâu trời. Cái lúc nào cần thân mặt á là thì người ta cần thân mặt, còn cái lúc nào người ta không cần á thì không cần phải làm thế đâu. Đi toilet tôi không cần phải ăn mặt đâu. Trời ơi trời, với cái chán vợ con á trời. Ra quán cà phê thì cũng đu xà đẹo, vô bàn bê da cũng làm cho lố, đi toilet thì ngồi canh cửa, tôi như một đứa nít vậy đó. Thôi mẹ đi, mệt rồi về. Buông ra đi, buông ra đi, đừng có đụng tay đụng chân gì hết trơn á. Viết thì đi toilet cũng yên nữa. Trời ơi trời, thiệt tình á, viết mất cả ông đội cái quần lên đầu vậy trời. Kỳ này về ở cũng được. Thôi anh.